Ngày hôm nay trên trang Facebook của một cửa hàng chuyên bán đồ nướng theo phong cách Hàn Quốc tại đường Nguyễn Khuyến quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã đăng tải một đoạn video clip ghi lại hành vi của hai người đi xe máy ném phích thủy tinh có chứa mắm tôm pha với sơn vào cửa hàng. Và sự việc đã gây bất ngờ cho khách hàng và cả nhân viên của nhà hàng này. Theo clip được đăng tải thì vào tối ngày hôm qua 20 tháng 4, hai người trên một chiếc xe máy đã ném phích chứa mắm tôm pha sơn đỏ vào cửa hàng. Lúc này thì do đã khuya nên cửa hàng vắng khách, chỉ còn một bàn có khách ngồi ăn và hai cháu nhỏ đang chơi ở bên ngoài. Khi xem đoạn clip thì nhiều người đã tỏ ra bức xúc vì hành động quậy phá địa điểm kinh doanh của người khác mà còn chỉ trích việc vô tâm khi bỏ qua sự an toàn của những đứa trẻ đang chơi ở gần đó. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối, anh Hồ Vũ Huy, chủ cửa hàng cho biết đây có thể là hành vi của đối thủ cạnh tranh. Anh Huy cũng gần như chắc chắn đối thủ xấu tính này là ai, bởi ngay trong chiều nay 21 tháng 4, người này đã liên lạc và yêu cầu anh Huy gỡ bài viết trên Facebook cũng như đề nghị anh uh, yêu cầu một số tòa báo gỡ tin đã đăng. Hiện nay thì anh Huy đang tính đến việc trình báo công an để điều tra làm rõ vụ việc. liên quan đến mắm tôm thì tôi còn nhớ là cách đây vài năm tại cũng tại thành phố Hồ Chí Minh có một băng nhóm giang hồ khá nổi tiếng còn được gọi là giang hồ mắm tôm, hoạt động chủ yếu ở địa bàn quận 10. Người dân ở trong khu vực này thì nhiều lần bị chúng gây gổ rồi đe dọa và điều đặc biệt là nhóm giang hồ này khi giải quyết tranh chấp hay là dàn mặt thì chúng thường ném mắm tôm vào người hoặc là nhà của người mà chúng muốn giải quyết để tranh chấp có thể là do chơi dao hay là chơi súng thì sợ ở tù cho nên là đám côn đồ này thì đã quyết định là dùng mắm tôm để chứng tỏ là mình chịu chơi thậm chí để chứng tỏ mình là giang hồ thứ thiệt thì đám côn đồ này còn thi nhau xăm mình mặc dù chưa từng có số má và cũng phải mất một thời gian khá lâu thì băng nhóm này mới bị công an bắt giữ vâng không biết là chị thủy và quý vị khán giả có biết là tại sao chúng ta thường nói là giang hồ có số má không ạ. À, điều này thì bắt nguồn từ việc là thế kỷ 18 chính quyền pháp đã từng sử dụng một hình thức đó là xăm tội danh lên trán của tội nhân rồi đầy ra đảo giữa biển khơi. Sang đến thế kỷ 19, chính quyền Pháp không xăm tội danh mà chỉ xăm số tù lên má trái đối với những phạm nhân bị đày ra đảo. Và khi xâm lược Đông Dương thì chính quyền thực dân Pháp cũng thực hiện chính sách này đối với các nhà tù ở thuộc địa. Và phạm nhân không được phép dùng tên gọi để gọi nhau mà sẽ chỉ dùng số tù để có thể xưng hô với nhau. Và đến khoảng đầu thế kỷ 20, chính quyền thực dân Pháp mới bãi bỏ cái việc xăm số tù lên má của tù nhân như vậy. Tuy nhiên thì giới giang hồ thì vẫn còn gọi nhau bằng tù có số má và dần dà thì cụm từ có số má biến thành tính từ để đánh giá đẳng cấp của dưới anh chị ở trong giang hồ và nói ai đó có số má thường có nghĩa là người này đã từng có tiền án